Viettoday Media xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một chương trình đặc biệt mới lạ trong đêm Giáng sinh năm nay, vở kịch truyền hình Tình Người Viễn Xứ. Có nghe nói bạn Phượng phải không? Dạ. Rồi mình vô nhà nói chuyện nha. Dạ, câu chuyện xoay quanh mẹ con chị Minh, được người em bảo lãnh từ Việt Nam sang Minnesota. Nhưng do khí hậu quá khắc nghiệt, cộng với sự tị hiềm của người em dâu, cho nên mẹ con chị Minh quyết định chuyển đến San Jose sinh sống. Nơi xứ lạ quê người, không người thân thích, mẹ con chị Minh sẽ phải xoay sở ra sao? Liệu hai mẹ con có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách? Và tương lai của họ sẽ ra sao? Lần đầu tiên, quý vị sẽ được nhìn thấy các sứ ngôn viên của Viettoday và Vietshow TV như Quốc Bảo, Nam Minh, Ngọc Thúy, Thanh Bình, Kim Phượng sẽ hóa thân vào các nhân vật với những tình huống hài hước. Không lẽ người phụ nữ cuối cùng này cũng rời bỏ căn nhà này hết à? Gây cấn. Cô đi đâu làm cái gì ở đâu á, đó là chuyện của cô, không liên quan gì tới tôi hết á. Nhưng mà tôi chỉ tội nghiệp cho ba cô thôi. Nhưng không kém phần xúc động. Má xin lỗi con, tại vì má không có giỏi giang nên là mấy con phải khổ từ nhỏ. Tình Người Viễn Xứ sẽ được trình chiếu trên Viettoday TV, Vietshow TV và Direct TV 2079 trong chương trình đặc biệt đêm Giáng sinh 24 tháng 12. Kính mời quý khán thính giả nhớ đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem.